Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Vào Bếp. Hôm nay mình làm gà nướng muối ớt nè các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa? Gà nướng muối ớt, cay cay mặn mặn, thêm một chút chanh chua chua nữa. Ăn là ghiền luôn. Thịt gà săn vàng nhìn hấp dẫn chưa? Ăn vặt cũng ngon mà ăn cơm cũng ngon nữa. Các bạn cùng vào bếp với mình nha. Món gà nướng muối ớt này là siêu đơn giản luôn. Chỉ cần thịt gà, một ít muối ớt. Muối ớt Tây Ninh đó các bạn. Người ta gia vị sẵn rất là vừa ăn. Nướng nó vàng, cái da nó giòn, ăn rất là ngon. Gà mình rửa sạch để ráo nước. Sau đó là mình sẽ dùng dao xăm nhẹ để mình ướp gà được thấm đều hơn. Dùng cái mũi dao nhọn mình xăm nhẹ nha. Mình có thể nướng đùi gà hoặc là cánh gà, gà nguyên cánh hoặc là cái phần tỏi gà giống như mình. Nướng cả con cũng được nữa. Thời gian nướng nó khác nhau thôi, còn cách làm thì tương tự. Rồi sau khi xăm xong thì mình sẽ ướp muối vào đây. Mình dùng nửa ký gà, mình sẽ ướp vào đây 2 muỗng muối ớt với một ít bột ngọt và dầu ăn. Rồi mình trộn đều để gà được ngấm đều gia vị. Ướp gà 1-2 tiếng đồng hồ nha. Trong thời gian ướp thì thỉnh thoảng mình cũng trở gà lên để cho nó ngấm đều. Mình bóp kỹ để thịt gà nó ngấm đều gia vị nha. Nó ngấm vào cả cái phần thịt bên trong nữa, ăn sẽ ngon hơn. Bọc lại, ướp khoảng 1-2 tiếng. Mình ướp lâu thì nên cho vào tủ lạnh ướp nha các bạn. Này mình ướp được khoảng 1 tiếng rồi nè. Mình sẽ bóp thêm một lần nữa. Có thể dùng đùi gà hoặc là cánh gà hoặc là nướng nguyên con đều được nha các bạn. Cũng ướp tương tự. Nướng muối ớt này cái da nó vàng giòn, ăn rất là ngon. Và vị nó mặn mặn cay cay vừa ăn nữa. Đây, thịt gà mình ướp xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nướng nha. Đây mình cũng sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu. Khá là tiện lợi. Mình lót một cái tấm giấy bạc ở dưới để nó khi nó chảy dầu ra, nó đỡ bị chảy xuống bên dưới, mình vệ sinh cái nồi dễ hơn. Các bạn có thể lót tấm giấy bạc ở trên cái khay trên hoặc là để xuống khay dưới cũng được. Cho vào lò nướng 180 độ trong khoảng 8 đến 10 phút. Đây là mình nướng cái tỏi gà cho nên là thời gian nướng nó ngắn. Nếu mà các bạn nướng nguyên cánh hoặc là nướng đùi thì nướng lâu hơn nha. Trong thời gian nướng mình có thể tạm dừng để mình mở ra mình xem thử, nên là không lo bị cháy đâu. Đây, sau khi nướng một lần nè, bây giờ mình sẽ lật lại và nướng tiếp mặt dưới. Với thịt thì mình nướng khoảng 180-190 độ nha các bạn. Trở lại và cũng nướng tiếp 180 độ trong khoảng 8-10 phút. Nếu muốn vàng hơn thì mình có thể tăng nhiệt độ lên 190 độ và nướng thêm khoảng 3-5 phút để thịt gà vàng săn hơn nha. Gà nướng muối ớt đã xong rồi đây các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa? Muối ớt này rất là vừa ăn. Mình chỉ cần nêm thêm chút xíu bột ngọt nữa là được rồi. Ăn vặt cũng ngon, mà ăn với cơm cũng ngon. Rất là đơn giản không các bạn? Các bạn hãy thử ngay món này nha. Nó có vị mặn, vị cay sẵn rồi. Mình thêm chút xíu vị chua với chanh hoặc là tắc, mình ăn sẽ ngon hơn. Gà săn vàng rất là ngon, rất là vừa ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem nha. Dùng nồi chiên không dầu làm các món nướng rất là tiện không các bạn? Có thể làm rất là nhiều món. Hôm sau mình sẽ chia sẻ tiếp nha.